Xin chào toàn thể các bác yêu xe đạp thể thao trên toàn quốc. Các bác đang xem kênh xe đạp thể thao Văn Xe Đẹp. Bên em có địa chỉ tại xã Âu Thịnh, huyện Nha Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại của em là 0388 409 824 ạ. Bên em thì chuyên order xe đạp xích tay hàng chính hãng ở bên thị trường Nhật về. Tất cả các mặt hàng bên em thì em cam kết cho các bác là hàng chính hãng 100% các bác nhé. Hôm nay shop em có chiếc xe đạp đua Conogo V2R các bác nhé, chính hãng của Ý, được em xách tay từ bên thị trường Nhật về. Chiếc xe này thì em mua bên Nhật về có giấy tờ kèm theo. Các bác mua thì em sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe các bác nhé. Và các bác mua chiếc xe này thì em cũng có một cái bình nước Conogo chính hãng em tặng các bác để kèm theo cho các bác luôn nhé. Và một cái đồng hồ, bát đồng hồ. Xe chính hãng. Xe thì gần như full carbon toàn bộ xe, có cái phô tăng 3T là nhôm thôi ạ, còn toàn bộ là full carbon toàn bộ xe. Xe thì có giống ngang, thực tế em đo là 53, nhưng đứng từ tâm đùi đến vai giống ngang là 50. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác là cao tầm 1m7 đến 1m8 đi ok, 1m69, 1m7 cho nên là đi ok chiếc xe này rồi. Tình trạng xe thì rất là mới luôn. Xe sẽ được trang bị bộ group là Durac 9001 đồng bộ nguyên bản theo xe và được trang bị cầu vành Bontrager 3X4 rất là cao cấp. Em sẽ xin phép được review chi tiết chiếc xe hơn để cho các bác cùng tham khảo. Và chiếc xe này thì shop em đang chào bán là mức giá là trên 70 triệu các bác nhé. Đây, các bác mua cho em sẽ cung cấp giấy tờ xe và tặng thêm cho các bác một cái bình nước Conogo chính hãng 100% luôn. Chiếc xe đang rất là đẹp, có một cái bát và đèn đi nguyên bản cho xe. Xe thì có cái phô tăng 3T nhôm. Đấy, cả xe thì có mỗi phần này là nhôm thôi ạ. Và ghi đông rim. Đấy, carbon bản dẹp. Ghi đông này thì cũng có trời nhẹ một vài sức nhỏ nhỏ đấy thôi. Đấy, bằng carbon. Dây cuốn Physics. Em cuốn cho các bác một cái dây cuốn mới Physics hàng chính hãng màu đỏ. Đấy, mặt nạ Durac nguyên bản cho xe. Tình trạng thì cũng đang khá là đẹp. Tay nắp thì rất là đẹp luôn, gần như không xước. Đấy, có một và hai cái vết chấm nhỏ thôi, gọi là chấm ni ti thôi. Còn lại rất là đẹp. Đấy, trên này rất là đẹp, không có xước sát gì. Bên trong thì có cái logo của Conogo ạ. Conogo. Và dây đề dây thắng zin nguyên bản đeo xe. Dây đề dây thắng zin. Cũng phanh là Durac 9001 phanh 2 ốc. Durac 9001 2 ốc, rất là đẹp luôn. Vai càng ở bên phải xe thì cũng đang rất là mới luôn, gần như không có xước sát gì. Con này thiết kế rất là đẹp, dòng là Conogo V2R rất là cao cấp, lộ vân carbon toàn bộ luôn. Cái này là vết bẩn thôi, không phải xước. Đấy, hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì em đo thực tế ngang này, từ đây đây là 53. Đấy, bác nào cứ tầm khoảng 1m69, 1m7 cho nên đi trước này ok rồi. Càng ở bên phải xe cũng rất là đẹp. Đây, cái này là vết bẩn thôi, cái này là vết bẩn này. À, vết chấm bẩn này. Conogo. Đấy, nộ vân carbon rất là đẹp luôn. Đấy, cái này nó bẩn. Vành Bontrager 3X4. Đấy, chạy bạc đạn rất là trớn luôn. Cực kỳ trớn luôn các bác nhé. Dòng Bontrager 3X4 này rất là cao cấp. Cả vành Bontrager 3X4 này trên thị trường em thấy một số nơi đang bán là 24-25 triệu các bác nhé. Vành rất là cao cấp của Bontrager vỏ rột rời. Bản này thì dày 5 phân, bản dày đúng 5 phân các bác nhé, 5 phân. Bontrager Ironwood 3X4 cho các vành. Đây, chỗ này cái phần tem Bontrager này có sức nhẹ phần tem này. Đây, chỗ này có sức một tí này. Đây, có sức này thì còn lại thì đang hoạt động hoàn hảo.
rất là mới luôn. Cái chỗ này là cái vân nối của carbon các bác nhé, vân nối đấy, toàn bộ chứ không phải nứt đâu các bác nhé, vân nối của xe cầm đang rất là đẹp luôn. Dòng ngang của xe thì cũng đang rất là mới, trên này có cái logo của Corogo, chữ ký này cực kỳ mới luôn. Đây, cầu yên là cầu yên carbon của Corogo, yên là yên physics bản rất là cao cấp luôn. Đây, VSX sản xuất tại Italia, gọng carbon, yên physics sản xuất handmade USA, Italia, xin lỗi các bác nhé. Ở đây cái phần dòng đứng thì là cũng có một vài cái điểm nhẹ nhẹ chảy nhẹ ở đây, đây ít chấm ấy, nó không phải xước mà là gọi là nó bị cái lớp bóng ngoài các bác nhé, xước cái lớp bóng ngoài, phủ lớp bóng đây. Đấy, đây 1, 2, 3 vết chấm đấy. Đấy, có như nào thì em cũng báo cho các bác nhé. Dòng đứng của xe đây, chỗ này có một cái vết chấm nhỏ bằng đúng sợi tóc thôi các bác nhé. Đấy, vết chấm nhỏ luôn. Là đĩa là của Durac 91 luôn, đồng bộ nguyên bản trên xe. Đấy, đùi đĩa thì gần như mới tinh, rất là mới luôn, vuông đét luôn ạ. Thông số 50-34 rất là đẹp. Đùi rất là mới, gần như mới tinh ạ. Beta Durac 91 luôn ạ, đồng bộ nguyên bản trên xe. Các bạn cứ nhìn những cái răng của nó gần như mới tinh luôn. Hàng chính hãng các bác nhé, cam kết là hàng chính hãng cho các bác luôn. Dòng chéo của xe thì cũng rất là mới, những cái phần này nội vân carbon hết, rất là đẹp. Rất là mới nhá, gọng nước Corogo luôn. Xích là xích cũng của Durac 9000 901 của Japan. Càng cũng rất là mới, cực kỳ mới luôn. Quy đề này không có một tí xước luôn, không có một tí nào luôn các bác nhé, mới tinh luôn. Full 100% là đồ Durac 9001 hết. Níp này các bác nhìn gần như nó không sử dụng một tí nào luôn, xe nó gần như không sử dụng luôn đấy. Níp gần như không có vết nào. Bác cứ nhìn những cái răng này, rất là mới luôn. Dòng chéo qua xe cũng vậy, rất là đẹp. À, trên này thì em vừa chỉ để có vài cái vết chấm nhỏ nhỏ này. Đấy, 1, 2, 3 vết chấm này, nhỏ thôi. Phanh đồng bộ trước sau Durac 91. Lốp là lốp vỏ rột rời các bác nhé, lốp vỏ rột rời. Phanh sau của xe thì đang rất là mới, cái này là vết bẩn đó. Những cái này là vết bẩn, rất là mới luôn. 3x4 lốp là lốp trao răng, lốp về lốp của Đài Loan, rất là ngon. Bơm căng nhất là 7,5 các bác nhé. Mayer của Bonchanger, Mayer Bonchanger. Em quay sang mặt bên trái. Đây, mặt bên trái đây, rất là mới luôn. Xe dáng rất là đẹp luôn, rất là ngầu. Với cặp vành cũng rất là đẹp. Đây, mặt bên trái, tay nắp bên trái cũng rất là đẹp, không có xước sát gì, rất là mới luôn. Nạ Durac 9001 nguyên bản cho xe. Ở cái phần dây cuốn thì xe về thì nó có xước nhẹ, em đã thay rồi. Vai càng ở bên trái xe Corogo V2V. Càng bên trái cũng rất là mới, không có xước sát gì. Độ vân carbon rất là đẹp luôn. Tì bật rất là mới này. Đấy, cái phần tem của Bonchanger này có xước nhẹ này, cái phần tem này. Cái tem này tem nột ra được các bác nhé. Tem nột ra được, còn những cái từ Ironwood này là không nột được đâu ạ. Tình trạng cực kỳ đẹp. Lốp hiện tại xe đang chạy là lốp phải lốp 700x25C. Phần này nó bật nhé, 700x25C 3x4. Dòng ngang của xe ở bên trái
Conoco V2R gần như mới tinh luôn. Xe này rất ít sử dụng các bạn, cực kỳ ít sử dụng. Dòng đứng một xe cũng rất là mới. Đuôi bên trái thì cũng cực đẹp luôn. Bề đàn Durac 9001, đồng bộ nguyên bản lên xe. Tem màn hình của Nhật vẫn còn các bác nhé. Tem màn hình của Nhật đây. Xịt chỗ này nó bẩn. Đấy, các bác cứ nhìn thấy gầm này rất là mới đẹp luôn. Các cây răng rất là đẹp. Đồng chéo qua xe cũng vậy. Các bác có điều kiện này đi xe này rất là đẹp luôn. Xe dòng V2V này thì rất là ít các bác, em thấy rất là ít trên thị trường. Chỗ này có một vết chấm nhỏ này, một vết chấm rất nhỏ thôi. Càng cũng rất là mới. Phần tì bật này, tì bật này có sức nhẹ. Còn cái phần càng trên này cũng vậy, đang rất là mới luôn. Má vành ở bên trái cũng rất là mới. Đây là cái nỗ thông hơi các bác nhé, thông hơi cọ vành. Nhiều bác không biết là tưởng vành nó bị hỏng nhưng không phải đâu ạ. Thực trạng là còn rất là đẹp. Rồi, em sẽ quay tiền cố cho các bác cùng nghe và tham khảo luôn. Cực kỳ lớn các bác nhé, nổ rất là to. Rồi em vừa xong quay xong chiếc xe Conoco hàng chính hãng V2V của Ý, hàng xếp tay Nhật đã qua sử dụng. Các bác nào quan tâm chiếc xe này thì có thể alo cho em qua số điện thoại em đã để trên màn hình các bác nhé. Chiếc này xe này thì số em đang bán với mức giá là trên 70 triệu ạ. Xe thì em bán tặng kèm theo một bình nước Conoco và có một cái đèn trước giá bát Conoco. Các bác nào quan tâm thì có thể alo cho em qua số điện thoại trên các bác nhé. Em xin chào các bác.